Theo quan niệm của người xưa, từ thời xa xưa đến nay, nếu ngày đầu năm gặp nhiều điều tốt đẹp thì cả năm sẽ có nhiều may mắn tới. Chính bởi vậy, người Việt Nam ta có khá nhiều nguyên tắc áp dụng cho ngày Tết. Trong đó, có khá nhiều điều kiêng kỵ bạn cần tránh. Hãy cùng tìm hiểu những điều kiêng kỵ này để có một năm hoàn toàn may mắn nhé. Điều số 1. Không nên quét nhà vào ngày mùng 1 Tết. Vào trước dịp Tết, nhà nào cũng lau dọn nhà cửa, trang hoàng để đón Tết. Chính bởi vậy mà trong nhà ngày đầu năm, bạn không cần phải quét dọn nữa. Vào ngày mùng 1, người Việt tuyệt đối kiêng không động đến cây chổi, bởi theo quan niệm truyền thống, quét dọn nhà cửa trong thời gian này là quét đi hết tài lộc của năm mới ra khỏi nhà. Điều số 2, không đổ rác vào ngày mùng 1 Tết. Tục lệ này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nguồn gốc này được lưu truyền như sau: có một người lái buôn được thủy thần tặng cho một nàng bà hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến cuối năm, đúng vào ngày mùng 1 Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nên đã bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ. Bởi vì chuyện này nên nàng tủi thân và biến vào đống rác. Người lái buôn không biết nên đã đổ rác đi. Kể từ đó, ông ta trở nên nghèo khó. Điều số 3, không cho lửa đầu năm. Vào ngày đầu năm, khi bạn đi ra ngoài hoặc đi chùa, bạn đừng nên đem diêm hoặc bật lửa, bởi nếu xin lửa sẽ không cho ai. Sở dĩ như vậy là bởi vì lửa đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Nếu cho lửa đầu năm, chẳng khác nào đem may mắn của mình đi cho người khác cả. Điều số 4, không cho nước đầu năm cũng giống như lửa. Nước là một yếu tố trong ngũ hành, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt của con người. Nước cũng là yếu tố phát tài, phát lộc. Hình ảnh nước đầy ấm áp được ví như một tài lộc dồi dào. Bởi vậy mà việc cho nước đầu năm cũng nên kiêng kỵ. Điều số 5, không đi chúc Tết mùng 1. Người Việt Nam ta rất ngại đến nhà người khác và trở thành khách xông nhà vào sáng mùng 1. Theo quan niệm, vai trò của người xông nhà vào sáng mùng 1 rất quan trọng. Nếu trong năm mới, gia chủ được vạn sự tốt lành thì không sao. Nhưng nếu họ gặp phải điều không may mắn thì dễ đổ lỗi vì xông nhà đầu năm nặng vía. Chính bởi vì vậy, sáng mùng 1 Tết, người Việt thường chỉ ở nhà thắp hương cúng lễ, sau đó đi chúc Tết cha mẹ họ hàng. Điều số 6, tránh không làm đổ vỡ đồ dùng. Việc làm đổ vỡ bát đĩa, ấm chén trong ngày đầu năm rất kiêng kỵ, vì đổ vỡ chính là sự tạo nên sự chia cắt, đứt lìa, là tín hiệu không thuận lợi cho các mối quan hệ của bạn. Điều số 7, không xảy ra bất hòa vào ngày đầu năm. Vào ngày đầu năm, dù có đồng hoặc khó chịu với nhau, tới mức nào bất cứ chuyện gì thì người ta vẫn cần phải giữ hòa khí, tránh cái vã, xích mích với nhau trong ngày đầu năm. Điều này để tránh không khí không vui trong ngày Tết. Điều số 8, mặc quần áo màu trắng hay đen. Màu trắng và màu đen là hai màu tượng trưng cho tang tóc. Chính vì vậy, vào ngày đầu năm, bạn không nên kết hợp những trang phục có nhiều màu đen. Ngày Tết, những màu sắc sặc sỡ tạo nên sự phấn khởi, vui vẻ, được ưa chuộng đặc biệt là hai màu sắc đỏ và vàng. Điều số 9, không vay mượn vào ngày đầu năm. Vào những ngày đầu năm, người Việt Nam ta thường kiêng kỵ việc vay mượn, kể cả cho vay hoặc là đi vay, đòi nợ hay là trả nợ, dù là tiền bạc hay đồ vật. Đi vay vào những ngày đầu năm là điềm báo sẽ túng thiếu cả năm. Theo quan niệm, nếu cho vay vào những ngày đầu năm sẽ khiến vấn đề về tiền bạc bị phân tán, đòi nợ đầu năm sẽ rất dễ gây mất hòa khí, trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc của mình ra khỏi nhà. Điều số 10, không xuất hành vào những ngày mùng năm Tết. Vào ngày mùng năm Tết âm lịch chính là ngày kiêng kỵ, người Việt thường không xuất hành vào những ngày đầu năm. Vào thời gian này, ngày mùng năm Tết không thích hợp với công việc du xuân hoặc đi chơi. Điều 11, kiêng kỵ tăng tóc những ngày mùng 1 Tết. Tết Nguyên đán là thời gian vui vẻ của toàn dân tộc. Nếu gia đình gặp chuyện tang tóc, được phép cất khăn tang trong 3 ngày Tết âm lịch, nhà có tang kiêng đi chúc Tết, ngược lại họ hàng, làng xóm thường chủ động đến chúc Tết gia đình hơn. Trường hợp gia đình có người qua đời vào ngày 30 Tết tháng Chạp, thì thường tiến hành việc hiếu ngày trong ngày hôm đó, kiêng để sang ngày mùng 1 của năm sau. Trường hợp có người thân qua đời đúng vào ngày mùng 1 Tết thì cũng chưa nên phát tang ngay mà để đến sáng ngày mùng 2 mới làm lễ phát tang. Điều 12, không nói điều xui xẻo. Đầu năm chỉ nên nói những chuyện tốt đẹp, vui vẻ, may mắn, không nên khóc lóc, buồn tủi, không nói lại chuyện đen đủi, rủi ro của năm cũ. Điều 13, không treo tranh xui. Chơi tranh Tết là một điều khá phổ biến của người Việt Nam ta. Những tranh được treo trong những ngày Tết thường là những tranh mang ý nghĩa tốt đẹp, may mắn, như tranh đàn lợn, đàn gà, tranh cậu bé, tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở.
Người ta kiêng không treo những tranh lại đều, xui xẻo như tranh đánh ghen hoặc đi kiện. Điều 14. Không ăn món mang lại xui xẻo. Đầu năm, người Việt kiêng ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt, bởi đây là những món không tốt lành, thường chỉ ăn vào dịp cuối năm, cuối tháng với ý nghĩa để giải đen. Điều 15. Không mua đồ mang lại xui xẻo. Khoảng thời gian đầu năm nên kiêng mua dao, thớt, chày, cối. Người ta hay mua muối vào sáng sớm mùng 1 với ý nghĩa cả năm đậm đà, ý vị,